Yes, the hát ước gì của đã chương trình trong Paris by Night xin mời quý vị cùng nghe với Kiều Diễm. Đứng với em thì chị thấy chị không còn nhỏ bé nữa. Trong khi đợi nhạc nói gì đi ha? Em chúc mọi người gì đi hả? Thì đầu năm em cũng xin chúc tất cả quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý trong năm mới, trong năm Bính Thân. Can we have the music on, please? Em đã sống những đêm ngoài kia, bên giữa bao.